Nếu test ngon mình sẽ tặng cho anh em luôn. Ui giời, các bạn nhìn này, đen xì luôn. Đấy, lau xong một cái chân đều chưa? Đang test thì đầu chì như không bẹp đó. Không biết có phải điểm không? CDK Deal là trang web chuyên bán cốt bản quyền của rất là nhiều phần mềm làm việc Office, văn phòng, Windows cũng như là game với cái giá rất là rẻ và còn rẻ hơn nữa nếu các bạn áp mã giảm giá PCG30. Để có thể mua được thì các bạn truy nhập vào trang web, tạo một cái tài khoản, sau đó gõ Windows 10, chọn một phần mua, sau đó áp cái mã giảm giá là PCG30. Các bạn sẽ được giảm giá 35% trên giá gốc và có rất là nhiều hình thức thanh toán. Các bạn có thể thanh toán qua PayPal này. Sau khi các bạn thanh toán xong thì bên trong web sẽ gửi cho các bạn một cái code ở trong cái tài khoản của các bạn. Các bạn chỉ việc copy cái code này, paste vào cái Windows 10 kích hoạt là các bạn sẽ có Windows 10 bản quyền như thế này. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề mình không biết là mua hàng online giá rẻ hay là mình được tặng nữa. Đây là một cái kiện hàng mà mình để cũng khá là lâu rồi. Bụi nó bám đầy rồi các bạn ạ. Đấy, mặt sau của chúng ta đây. Cái này nó là thiết bị máy tính một cái này. Mình cái này của bên giao hàng nhanh người ta không ghi rõ ngày là bao nhiêu các bạn ạ. À, mình chẳng nhớ nó là cái gì. Thôi nhưng mà chúng ta cứ mở hộp xem bên trong nó là cái gì. Để mình mà bán rẻ hoặc tặng lại cho anh em nhá. Bên trong này chúng ta có 3 gói các bạn nhá. Một con CPU này. Con CPU này thì khá là phèn. Con này là con Pentium G2030. Con này của H61 thì chúng ta bỏ. Có hai thanh giống hệt nhau các bạn nha. Thanh này cũng 2GB kinh mắc. Đấy, 2GB kinh mắc này. Như vậy là chúng ta có 4GB RAM. Thế rồi, tiếp theo là một cái kiện hàng nữa đây các bạn. Chúng ta sẽ mở lốt cái này nha. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây các bạn nha. Một em Vega của MSI. MSI mà cái quạt này có vẻ hơi rít rít thì các bạn này. Dễ đi rồi. Đấy, ốc yếc thì cũng có vẻ gì khá là nhiều luôn. Cạc thì rất cũ theo thời gian các bạn nhé. Nhưng mà dấu hiệu này là có vẻ như còn nguyên này các bạn này. Bụi bặm vẫn còn đầy, bám đầy luôn các bạn nhé. Mặt bên này thì chúng ta bị oxy hóa khá là nhiều luôn. Có cả tên này này. Cái gì hai tránh 25 tháng 6 này. Ok, chắc là test ok rồi các bạn nhé. Có DVI, HDMI và DisplayPort luôn này các bạn này. Con này thì khá là nhỏ gọn các bạn ạ. Và nó chính là con R7370 các bạn nhé. À 7730. Con này là con 7730. Con này thì nó sẽ ngang với kiểu con 7730 của bên NVIDIA các bạn nhé. Nhưng mà con này chỉ có 1GB thôi. 1GB D5 các bạn nhé. Ui, tem chi chít này. Tem siêu thì bóc rồi này. Đấy, nhưng mà nhìn cơ bản thì em này còn khá là sạch các bạn này. Đấy. Xem ra là em nó còn nguyên bản đấy các bạn. Đây có dấu vết nâu này. Đấy, đây có dấu vết nâu luôn này. Đấy. Lau lên tận đây luôn này các bạn này. Nhưng mà mình nhìn thấy cái vỉ mạch này có vẻ như nào nó còn nguyên bản đấy các bạn. Không giống như con hôm trước bị hàn đâu. Con này chỉ thấy tem siêu bóc ra rồi thôi. Và cái quạt này có vẻ hơi bị kẹt thôi các bạn. Không biết nó như nào. Như vậy là chúng ta có hai con 4GB RAM này, một con chip G này và một con 7730. Không biết là con này nó có chạy được không, hai thanh RAM này với con chip này thôi bỏ, chúng ta không test các bạn nhé. Quan tâm nhất là con Vega này. Hy vọng là nó sẽ chạy được để anh em có quà các bạn nhé. Mình sẽ nếu test ngon mình sẽ tặng cho anh em luôn. Ngon lành ở đây các bạn nhé. Mình đã lắp mà cái con Vega của chúng ta ra đây này. Quan trọng nhất con Vega này thôi. Và nó là AMD. Mình sẽ test trên combo AMD luôn các bạn nhé. Đấy. Để xem nó chạy như nào. Chúng ta sẽ bật thử nhá. 2 3 chạy rồi. Lên không. Quay rất tít luôn các bạn ạ. Đấy, quạt tuy hơi xít nhưng mà quay rất tít. Chưa thấy gì các bạn. Bàn phí lên. Ôi giời ơi. Lại không lên rồi. Báo LED ở Vega rồi các bạn ạ. Đấy, con này để lâu quá. Đợt tới mình sẽ cố gắng giải quyết hết những cái đống hàng mình mua từ năm ngoái các bạn nhé. Mua lâu quá đợt đấy. Cứ để thôi. Ta sẽ vệ sinh nó đi các bạn nhé. Chân này. Chân nó rất là bẩn luôn. Đấy. Ui giời. Các bạn nhìn này. Đen xì luôn. Đấy. Lau xong một cái chân đều chưa? Bóng luôn. Hi hi. Mong là chúng ta có hy vọng các bạn nha. Mình vệ sinh xong và đã chuyển nó lên HDMI rồi đây.
hy vọng là chúng ta sẽ có hình các bạn nhé, để anh em có con Vega Phi. 2 3 chạy rồi, lên không chưa thấy gì các bạn, led tắt rồi, đang ở Vega, lên bàn phím lên, có hình không? Ý có hình đâu? À đấy. Ok các bạn nhá, đấy để lâu quá thôi, đấy vẫn ngoan các bạn nhá, lên hình. Ok, tuy nhiên là chúng ta mới chỉ xong bước đầu thôi, bây giờ phải cắm một cứng vào chờ xem nó có vào được win không, mà test game đã thì mới biết được. Các bạn chờ tí nhá, tình hình là ngon lành rồi đây các bạn này, em nó đã lên và nhận có vẻ đúng độ phân giải rồi đấy. Chúng ta sẽ xem là nó nhận được con Vega hay không. Úi giời ơi, nhiều thứ quá. Đây các bạn nha. Đấy. AMD Ryzen 5 2006 này, 6 x 12 luồng. B450 RAM 8 này, graphic 2 3. 7700 series các bạn nha, 1 GB. Hình như nó chưa nhận hẳn đâu. Để mình vào đây mình xem nào. À có nhận được đây này các bạn này. AMD HD 7700 series không bị chấm than chấm theo gì cả. Đấy. Ok, như vậy là đến thời điểm hiện tại là có vẻ là ok đấy. Bây giờ chúng ta phải test game nữa thì chúng ta mới biết được, các bạn chờ một lát nhá. Tình hình là mình đang định test Battlefield 1 đây các bạn này. Thì thấy nó báo là ý. Nó vừa báo cái dòng gì đây? Báo cái đề tích AMD Xeon, báo được cái phiên bản driver mới thì phải các bạn ạ. Đây bên này, nó báo là không hỗ trợ cái gì đây. Đấy, nháy liên tục đấy các bạn ạ. Không hiểu tại sao. Còn chúng ta sẽ chờ nó thoát cái này ra xong là test game khác xem sao các bạn nhé. Các bạn chờ một lát đi. Con này nó kiểu gì ấy các bạn ạ. Cái thỉnh thoảng nó lại bị ngắt tín hiệu xong nó lại lên. Đấy, nó lại ngắt rồi. Đấy, xong nó lại lên. Đấy, chứng tỏ là cái cổng kết nối này có vấn đề, hoặc là con Vega này có vấn đề các bạn nhé. Cứ thỉnh thoảng ngắt cái lại lên. Đang test thì đầu trì nhôm bẹp đó. Không biết có phải điểm không. Lại ngắt rồi các bạn ạ. Thôi chúng ta cứ kiên nhẫn chờ xem có chơi được không nhá. Chúng ta đang đến với Tomb Raider các bạn nhé. Trên GTA 5 trên con Vega 7730. Nháy liên tục từ lúc mà load game. Đấy, nhưng mà vào đây thì chưa thấy bị nháy các bạn nhé. Vẫn đang chạy được này. Chúng ta sẽ chạy lâu một lúc nữa để xem là nó có hiện tượng nháy như vừa nãy không. FPS thì khoảng 30. Mà cái này thì mình đang để setting là lo mờ tất cả rồi. Nhiệt độ thì tương đối là mát, mặc dù là cái quạt rất là chuối nhưng mà nhiệt độ rất là mát các bạn nhé. 6 mấy độ này. Chạy mượt mà chưa thấy bị văng ra các bạn ạ. Ê, thế mới tài chứ. Chưa hiểu kiểu gì lúc lát game thì nháy liên tục. Đấy. Nhưng đến giờ chạy vẫn ngon này. Đấy, rất mượt mà luôn các bạn nhá. Chúng ta sẽ sang thử game khác và mình sẽ chuyển nó về DVI để xem sao các bạn nhá. Các bạn chờ một lát đi. Mình đã chuyển nó về DVI này. Lúc mới đầu chúng ta để DVI nó không lên ấy, lúc này Vega nó bẩn ấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bật lại thử xem nó có lên không. 2 3. Đấy. Chạy rồi. Lên không? Bật phím lên. Có hình không? Có hình các bạn ạ. Chứng tỏ nó chỉ bị bẩn thôi. Vệ sinh lại là nó vẫn nhận bình thường các bạn nhé. Đấy. Chúng ta đang đến với Week 3 các bạn nhé. Trên con 7730. 7730 thì khá là yếu với cái game này. Chủ yếu là chúng ta vào test để xem mà nó có bị lỗi lầm gì không. Bởi vì khi nó vắt kiệt sức của con Vega, nó có lỗi gì cái nó phát hiện ra ngay. Và khi chuyển sang cái cổng DVI này thì mình chưa thấy nó bị nháy hình các bạn nhé. Nó còn HDMI vừa nãy là chúng ta bị nháy liên tục, chớp liên tục luôn. Còn vào đây thì chạy tương đối là ổn định ở cái mức là không bị nháy hình. Nhưng còn hiệu năng thì khá là cùi so với cái game này. Con 7730 này chỉ đánh LOL với cả FIFA Online 4 tạm tạm này. LOL thì ngon. À cái này đánh được cả Batty Mobile các bạn nhé. Con 7730 này vẫn bắn được PUBG Mobile ngon này. Chỉ mấy những cái game này thì nó quá nặng thôi. Chúng ta sẽ sang game khác đi. Nặng chạy nhìn đau cả mắt. Chúng ta đang đến với Tomb Raider các bạn nhé. Một trong những con game có thể vắt kịp sức lực của bất kỳ một con Vega nào, kể cả con yếu nhất đến con mạnh nhất. Và mình đang để setting là thấp nhất. Thì em 7730 của chúng ta đang chạy
rất là ngon và mượt ở Tomb Raider, chưa thấy có hiện tượng gì cả. Có thể là ngon nhất trong tất cả các game chúng ta test đến thời điểm hiện tại. Đấy, kể cả là Tomb Raider, kể cả là GTA 5 và Witch 3 cũng như là Battlefield. Những cái game đều có vấn đề, nhưng mà riêng Tomb Raider đang chạy khá là mượt với mức FPS tầm khoảng 20 như kia là ok với game này các bạn nha. Đấy, chứng tỏ con này là chỉ có vấn đề ở cái cổng HDMI thôi. Thì còn DVI chuyển sang cái là chạy ngon luôn. Đấy, vừa lại nó bẩn khi bật đầu, lúc đầu nó không lên thôi. Chứ còn hiện tại là khá là ngon các bạn nha. Đấy, để lâu nhưng mà lại ngon, không giống cái con hôm trước các bạn. Con hôm trước bị bay ra liên tục. Đấy, các bạn ngắm lại em 7730 của chúng ta. Thì cái này mình sẽ gửi tặng các bạn kèm luôn cả hai thanh ra với con CPU vừa lẫy. Các bạn chỉ việc vừa mua một con main với cả cái nguồn và cái ổ cứng nữa là thành một cái dàn PC rồi. Và bạn nào muốn đăng ký tham gia nhận thì các bạn chỉ việc comment 3 số các bạn thích nhất vào dưới cái video clip này, và mình sẽ dựa vào kết quả số số miền Bắc sau đây 3 ngày để xem bạn nào trúng nha. Bạn nào dự đoán đúng và gần nhất, sớm nhất sẽ là người sở hữu con Vega 7730 này. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.